Câu hỏi như thế này, ý họ nói rằng minh sư có quan trọng không trong vấn đề học thiền? Thì sư phụ nói rằng không có thầy làm sao mà đố mày làm nên. Mình học tiếng Anh mình cũng phải có thầy nữa, học cái gì cũng có thầy hết á. Thì trong việc ngồi thiền cũng phải có thầy, nếu không thì nhiều khi mình gặp chướng ngại, mình gặp những cái chuyện bất hợp ý á, làm sao mình giải quyết được, ma chướng này kia nữa. Nếu ông thầy không có ở đó mà không che chở cho mình, chỉ dạy cho mình, làm sao mình tiến lên được con đường tu hành? Con đường tu hành nó dài dẳng, khó khăn, nhiều chướng ngại lắm. Chưa, Đức Phật tu gần thành Phật rồi còn bị ma tới nhát, thấy không? Đủ thứ ma hết, thấy không? Huống chi mình tu đường dài dẳng làm sao. Thì bây giờ sư phụ nói rằng, nhưng mà một vị kêu bằng minh sư thứ thiệt á, thì họ phải có cái công đức là chỗ nào cũng phải có hết, thấy chưa? Bất cứ lúc nào thiên bại ức hóa thân á, trăm ngàn ức hóa thân, như vậy mới đúng kêu là một vị minh sư. Ví dụ họ có 100.000 học trò thì cũng phải họ cũng có phải cái vị minh sư đó, không phải có 100.000 ức hóa thân như vậy. Đặng đi theo mỗi người học trò phải có một vị hóa thân của sư phụ đừng bảo vệ cho họ, che chở cho họ trong những lúc mà cần kiếp. Như đó mới đúng là một vị minh sư thứ thiệt. Còn nếu không có cái lực lượng mà có thể 100.000 ức hóa thân, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra 100.000 lúc một chỗ đó, 100.000 chỗ một lúc á, như vậy chưa có xứng đáng cái bằng vị minh sư, mà chỉ kêu bằng cái bằng thầy thôi, thầy giáo lý thôi, hiểu chưa? Chứ không phải minh sư. Minh sư là phải minh bạch như vậy, bất cứ chút nào lúc nào cũng minh bạch, bất cứ chỗ nào cũng phải minh bạch, bất cứ trường hợp nào cũng phải minh bạch. 24 tiếng đồng hồ phải canh gác cho học trò ngủ hoặc ngồi thiền, hiểu chưa? Đó mới kêu minh sư. Nhưng mà minh sư như vậy ít lắm, khó kiếm. It's very rare to find such a master. Have you found one? Just omnipresent master. Có ai thấy được không? Có ai gặp được người như vậy không? Không phải ở đời này thôi, còn với 100.000 ức hóa thân ở những cõi khác nữa, đi đâu cũng gặp ông hết á mới được. Chứ còn thí dụ ở dưới ở cõi đời này ông bảo vệ cho mình, nhưng mà mình lên cái cõi Atula ông đâu mất tiêu rồi, thì làm sao? Cõi đó còn cực hơn, còn nguy hiểm hơn cái cõi mình nữa chứ. Cõi này á cũng có nguy hiểm, là thế nào? Mình mới tu dài ba ngày, mới ăn chay được dài ba bữa, cái hàng xóm chạy tới la kéo đi ăn mặn, đi nhậu, đi uống rượu, nói đủ thứ tê ti ta ta, ngọt bùi đủ thứ. Mày ăn chay mày sẽ ốm, mày sẽ sanh, mày ăn mặn như tụi tao mày vui vẻ, bạn bè nữa nào bỏ tao đi này, cái đủ thứ hết trơn á. Dụ dỗ rồi chưa hết, còn vợ con khóc lóc đập mình, đập chiếu, đập giường, bỏ nhà bỏ cửa đi, không chịu nữa, ăn chay là tôi chết, anh ăn chay là tôi chết. Hoặc là chồng hâm dọa cô ăn chay rồi tôi sẽ ly dị cô ngay. Tại vậy đó. Thì cái cõi này nó nguy hiểm là cái chỉ cái phương diện vật chất thôi, dùng ngôn ngữ lôi kéo thôi. Còn cái cõi Atula nó còn dùng thần thông nó lôi kéo nữa, nó dùng đủ thứ ma chướng đẹp, sắc đẹp nó đem lại, nó quyến rũ mình nữa, nó dùng thần thông nó quyến rũ mình, đặng cho mình để lấy thần thông đi chữa bệnh, đi coi bói, đi đi coi địa lý thiên văn cho người ta, đi coi cưới hỏi rồi cho người ta, đặng nổi tiếng. Dùng những cái danh vọng hão huyền nó cám dỗ mình, dùng những cái sắc đẹp ở trên đó để mà làm cho mềm yếu cái lòng tu của mình. Trời ơi, mấy cái cõi đó mà không có thầy thì chết. Chết ngay tại chỗ.